Các đơn vị liên quan công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận vụ việc nhà báo Hàn Ni và một nhóm người xảy ra xô xát tại trước khu vực nhà báo Hàn Ni ở phường Tân Thuận Đông. Một nguồn tin của PLO cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc, công an phường Tân Thuận Đông, công an quận 7 đã làm việc với nhà báo Hàn Ni và nhóm người liên quan để làm rõ. Cũng theo nguồn tin này, giữa nhà báo Hàn Ni và nhóm 4 người có xảy ra xô xát đẩy từ mâu thuẫn khi bà Hàn Ni đi ăn sáng. Theo tường trình của bà Hàn Ni, bà và 4 người này không quen biết nhau. Cũng theo bà Ni, vào sáng cùng ngày, bà đến quán ăn trước nhà ăn sáng, sau đó qua làm tóc thì có một nhóm người gồm 3 nữ. Một nam chỉ camera quay về phía bà nói bà lăng loàn, sau đó thì giữa bà Ni và hai phụ nữ có lời qua tiếng lại, rồi hai người này nhảy vào đánh bà Ni. Tiếp theo đó hai người còn lại cũng nhào vô đánh. Sau vụ việc, công an phường Tân Thuận Đông đã đến hiện trường mời các bên về trụ sở lấy lời khai, trích xuất camera lấy lời khai nhân chứng. Công an sau đó cũng đã dựng lại hiện trường vụ việc với sự có mặt của viện kiểm sát. Ngay khi sự việc đang diễn ra và công an đang làm việc, đã xuất hiện một số YouTuber đang ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng quay phim, sau đó đưa lên mạng. Nhà báo Hàn Ni là người đang tố cáo một số hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.